3 ở Bắc Ninh đã gửi về cho chương trình một câu hỏi với nội dung như sau. Cây mít trồng được 7 năm tuổi, những năm trước cây vẫn phát triển và chất lượng quả cao, thế nhưng năm nay cây có hiện tượng múi thì mỏng và xơ thì trắng, có nhiều hạt sát nhau, tôi vẫn chưa cho dùng thuốc, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Xin mời tiến sĩ Nguyễn Thị Nhung tư vấn câu hỏi này ạ. Vâng, xin chào khán giả. Xin chào bà con. Cái thứ nhất là cái này nó do nhiều nguyên nhân, nó dẫn đến múi mỏng, xơ trắng và nhiều hạt sát nhau. Có thể do bác chăm sóc. Đấy, mà những năm trước bác bón đầy đủ phân thì nó có đầy đủ dinh dưỡng thì nó phát triển đúng theo chất lượng của giống. Vì đây bác không nói giống gì nhưng mà chắc là nó đúng chất lượng của giống. Thế còn một cây thì nó không, cái cây này nó đã cho quả rồi thì nó không thể khác đi được. Nghĩa là đặc tính của giống như thế nào thì cho quả như thế. Nhưng nó bị ảnh hưởng đến chất lượng là do giống, chứ còn thì chưa chắc đã phải là do bị bệnh. Bởi vì trên cây mít thì hiện tượng là bệnh nấm, ví dụ như đốm nâu, đốm đen ở trên quả đấy, nó cũng sẽ làm cho sơ đen, rồi nó sẽ làm cho chất lượng quả bị khác đi. Nhưng đây bác không mô tả gì cả, mà chỉ có mô tả cái chất lượng bên trong, nó chỉ có bị múi mỏng đi và sơ nó lại nhạt đi. Thế và tất nhiên là nó nhỏ cho nên là hạt nó sẽ xít nhau. Đấy, thì cái múi, cái phần thịt mà chúng ta ăn được nó không có nữa. Thế thì bây giờ chúng ta cái này nó không phải do bị bệnh thì chúng ta không nên dùng thuốc. Không phải cứ nghĩ thấy làm sao nó lại chúng ta phun thuốc, mà chắc chắn là nếu cây vẫn phát triển bình thường thì do chăm sóc. Thế thì bây giờ bác không nói chuyện bón phân cho nên chúng tôi không biết là bác bón chăm sóc như thế nào, nhưng có lẽ là do thiếu dinh dưỡng thì chúng ta nên tăng cường phân hữu cơ vi sinh, phân hữu cơ hoai mục, bởi vì những cái phân này ngoài đạm lân kali ra nó còn những cái phân khác cần thiết cho cây trong giai đoạn ăn quả đấy, cần cho chất lượng của quả đấy, những cái nguyên tố trung vi lượng như canxi, sắt, molybden, magie vân vân đấy. Hoặc là chúng ta không đủ phân hữu cơ chúng ta bón đầy đủ cho cây được thì chúng ta bón thêm NPK cộng TE, nghĩa là cung cấp đạm lân kali và cộng với TE là các nguyên tố trung vi lượng cần thiết cho cây ăn quả đấy, và bón theo đúng quy trình kỹ thuật, ít nhất là phải bón một đợt sau thu hoạch, thế rồi trước khi cây ra hoa, sau khi cây đậu quả để chúng ta nuôi quả, ít nhất là được 3 đợt và 4 đợt cần bón thêm thì chúng ta bón thêm, ít nhất phải được như thế. Chứ còn nếu mà thiếu dinh dưỡng thì chắc chắn là quả nó sẽ nhỏ và múi nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chứ còn bác không mô tả gì về bệnh, nghĩa là trên cây không có triệu chứng về sâu bệnh hại thì chúng ta không nên sử dụng thuốc gì cả, mà chúng ta điều chỉnh bằng chăm sóc để tăng cái chất lượng của quả. Vâng, xin được cảm ơn những tư vấn vừa rồi của chuyên gia Nguyễn Thị Nhung.